Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đi câu cá tra nữa mọi người. Câu cá tra sông nè. Đây là cái sông Kinh 21 của bờ bao gần của Bình Thuận nha mọi người. Thì cái bãi này hôm cái sông này thì hôm trước tới giờ mình câu toàn là mớm thôi á. Cá nộp thì nhiều lắm. Nhưng mà câu lúc trước mình câu 7-8 ngày toàn mớm không à. Đây hôm nay cô bé nó dưới sông nó mới đi ngang nè, cho nên là nó có lỗ chấm 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 này nè. Hôm nay thì mình cũng vẫn tiếp tục đi câu với ông anh mình thôi, có hai anh em thì hay đi chiến trong mấy cái đoạn kinh này lắm nè. Giờ có khi chút lên cá thì mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Rồi. Dưới này á. Tôi cho nó kéo. Kéo cái nó đóng luôn. Rồi, rồi nó còn ngậm hay gì á. Thấy nó trôi trôi đó thấy không? Mới thả gì chứ bự lầm ly trời đó. Ừ, bự con này ký mấy à? Mới vừa dục xuống cần đầu tiên lên. Cần đầu tiên. Cần đầu tiên lên hàng rồi anh em ơi. Mồi này ngon nè, mồi này ngon nè. Giữ lục bình này à. Cảm nó lên luôn. Cho nó dậy 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 rồi là cái căng dây thì dậy dậy rồi nó lên. Vậy lại đây, có được xuống. Ở đây bịch quá bịch rồi. Nó động phải, nó nhúng nhất là chú cảo nó lên, thấy không? Con xuống là nó động phải. Đó. À. Mới cần đầu tiên luôn. Lên hả? À, đã anh em ơi. Cần đầu tiên, mới vô có cần một luôn. Bẻ nha. Nó dính này mỏ quá sâu rồi. À, tháo ra. Nó không đúng. Cầm đó. Ra đi. À, cần đầu tiên dính này, rồi xuống cần thứ hai. Cá nộp. Đây là cái bãi huyền thoại của nhiều ngày trước, toàn 7-8 ngày trước toàn bị mớm nè. Hôm nay giao chiến. Nó tắp bụp bụp nó làm mợn hộp 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 cho mấy. Câu chưa? Còn nó bự thầy, còn nó bự á, 7-8 ngày trước toàn là mớm rồi bữa nay phá vỡ là nghiền vô chiến tiếp. Đây nó lỗ nhỏ nhỏ này nó tới nhiều lỗ lắm, đi lỗ này mình không ăn là chút mình đi lỗ khác. Đây nó bất tiện, có cái dưới cái tàu dừa kìa. Nói đây chỗ nào ta? Đây. Cần thì mình xuống rồi nè mọi người, phao đó. Có cái phao trắng trắng ngoài kia thì mình buộc lượm được cái chai, buộc luôn. Để cho người lại là cái phao độc quyền nhất luôn nè. Cái phao là cái phao... Phao bọc ốc. Phao bọc con ốc. Bắt con ốc bỏ con bọc, cái mình bọc nó lại. Còn cần kia đâu rồi ta? Xích đắng. Kia đúc đắng hả? Thế sao mình nuôi
Gube nó đi ngang cái nó chống nhiều lỗ, cho đợt hổm nó có một lỗ nhỏ xíu đã lắm. Ốc đâu vậy? Ốc đâu nó cọp cái nè. Xuất sắc phao không đó. Hổm Gube nó không đi chống lỗ đã, bây giờ nó Gube nó đi cái nó lan nhiều lỗ nhỏ nhỏ nè. Con cá nó cũng lan tùm lum rồi. Ờ nó hợp lan nha, khó câu quá. Là đi câu nè, đi câu mà nửa chừng mà mới có dính con mà bị mất mường. Ê thằng nhỏ, nhỏ nó chạy nó dầm mưa luôn kìa. Thôi mình thu cần về luôn mọi người. Cá nó không ăn này, đi nó tiêu cái phao này, được có một con một. Cái phao quyền thoại này thầy. tại thằng Gube nè chứ không cần. Cái nó gì ghê vậy, cái con đó. Ừ mấy con cá, cái trắng nó ghẻ phao như vậy. Tôi kéo cần cho tôi giá một con luôn.